Kính thưa Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, kính thưa Chủ tịch các đồng hồ, kính thưa tất cả các vị khách quý trong và ngoài nước. Cá nhân tôi rất vinh hạnh đến đây ngày hôm nay, phát biểu với tư cách như đã vừa giới thiệu, chủ yếu là để chúc mừng cái triển lãm 2 trong 1 lần này. Với cái tư cách là người đã từng ủng hộ rất nhiệt thành cho câu chuyện là mở rộng giao lưu ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư, mà trong đó quảng cáo, in ấn và bao bì là cực kỳ quan trọng. Để tâm sự thì cá nhân tôi thấy có mấy cái điểm này. Thực sự Vietjet và VTSE đã trở thành một phần rất quan trọng trong xúc tiến thương mại và giao lưu. Và mấy cái cảm nhận xin được nói như sau. Một là hai cái triển lãm này đã tạo thành cái thương hiệu rất lớn của Việt Nam, một trong những thương hiệu hàng đầu và nó có tầm tiêu chuẩn và ngang tầm quốc tế và khu vực. Cái thứ hai nữa là kết nối. Nó đã tạo ra cái cầu nối để kết nối các doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp để đồng hành thực hiện những cái sứ mệnh của mình trong mở rộng giao lưu thương mại và đầu tư. Cái thứ ba nữa, cái mà tiếng Anh gọi là up to date, tức là đã tiếp cận được, cập nhật được những cái gì anh hiểu đến chưa của thế giới đưa vào Việt Nam. Để và cái cảm nhận thứ tư đó là câu chuyện về bản sắc, nó kết nối được 138 triệu giá trị phục hoàn toàn và từ đó tạo ra một cái hệ sinh thái rất quan trọng cho cái câu chuyện làm ăn của chúng ta đến bên ngoài. Một cái điểm tôi muốn chia sẻ đó là môi trường quốc tế hiện nay, trên thực tế khi đại dịch bắt đầu kiểm soát và mở cái môi trường quốc tế mới, chúng ta đang trông đợi những cơ hội làm ăn, nhưng thực sự thế giới và khu vực đang đứng trước rất nhiều những thách thức. Chúng ta nói đến câu chuyện cạnh tranh như lớn, chúng ta nói đến câu chuyện đứt gãy, mà đứt gãy nhiều chiều, đứt gãy năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy về lương thực, đứt gãy cả về cái tài chính do những cái cấm vận và tạo quả lại. Thế thì chính những cái câu chuyện đó nó càng làm cho cái câu chuyện là làm sao giữ cho được, thế giới bây giờ rất quan tâm đến chuyện giữ cho được cái tính bền vững của các chuỗi cung ứng. Và chính trong cái nhiệm vụ đó để đưa thông điệp tới bạn bè và khách hàng thì quảng cáo in ấn và bao bì chắc chắn sẽ là một phần quan trọng. Tôi trông đợi điều cuối cùng rất lớn ở đây là những triển lãm này tiếp tục phát huy những giá trị của mình, tạo ra những cái bản sắc riêng và đặc biệt rằng là sẽ giúp cho tạo thêm cái giá trị gia tăng, giúp cho tăng cường thêm cái niềm tin và cuối cùng thì mở ra thêm những cơ hội. Xin chúc 2 triển lãm thành công tốt đẹp, xin chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và xin cảm ơn rất nhiều.